Rồi chào mọi người nha, chào tất cả anh em đồng nghiệp thân mến. Rồi hôm nay trả hai cái máy cho hai anh khách hàng quen nha, khách đã sử dụng máy của mình rồi. Đó, thì một cái máy là của anh Phương ha, anh Phương ở thị xã Kiến Tường của tỉnh Long An ha. Đó, anh Phương hồi vừa đợt rồi thì anh cũng mới mua mình một cái máy 6. Bây giờ anh mua cây này nữa thêm cây thứ hai ha, thì anh Tường với anh Điền rồi là anh em chú bác có mua xài máy sử dụng máy mình nhiều xài rồi đó. Anh Điền thì mua mình máy 8 ha, anh máy 6 anh đặt thêm một cây nữa nè, cách nay khoảng hơn một tuần là anh có mua mình một cây ha. Rồi, rồi anh đặt cây cây thứ hai rồi, còn cây này là của anh Kha, anh Kha mới lấy mình cây 12 phép IRBT ha, giờ anh đặt thêm một cây nữa cho dượng anh, cây 6 phép. 6 phép thì anh đặt cây này nữa là cây thứ ba, cây thứ tư gì rồi. Cây thứ tư. Ý cây thứ ba. Ha, rồi, bây giờ mình test máy nha. Nói chung test chạy ok rồi được rồi. Thì cái máy này thì anh có sử dụng rồi thì giờ mình test thôi. Test coi máy nó chạy cơn tu rồi mình gửi cho anh em nay thứ hai. Hôm nay nghe lễ thì không có gửi được ha. Bữa nay thứ hai mình tranh thủ mình quay clip thì mình đóng gói gửi liền cho hai anh. Với mấy đường hàng máy sửa anh em gửi đâu rồi mình gửi note bữa nay luôn. Máy này của anh lấy nước ngọt đục nha. Máy này của anh Phương. Rồi, test ống chụp giật ha. Ngắt nè. Rồi. Test sơ vậy thôi. Nói chung mình test đã kỹ lưỡng hết ráo rồi, mình quay clip lại kiểm tra máy thôi. Rồi. Máy điện tử thì anh em đi đi đỏ dương ha, xanh âm. Anh em đi kỹ một tí xíu nha. Đó về mã bò rồi mình bôi vô trong đây nè. Cho nó bảo vệ cái kẹp của mình với nó bảo vệ luôn cái máy nó không bị chập chờn ha, đánh máy nó hiệu quả với nó không bị hư bậy. Đó, nó không bị hư. Đây là máy của anh Kha ha. Đánh nước ngọt đục tạp chất cho đến phèn nặng. Ở cái sách Sóc Trăng. Rồi, test chập chập. Rồi, máy của anh ok. Rồi, anh em nào cần máy thì liên hệ mình nha. Cái số chính là 07999 33977 ha. Số đó là số gọi trực tiếp và số Zalo luôn. Đó, thì nhiều anh em hỏi máy này giá bao nhiêu thì máy này giá 1,1 triệu nha. Đó, thì anh em nào cần liên hệ mình. Đó, mình có nhận nâng cấp máy, sửa chữa máy đầy đủ nha, máy lớn đến máy nhỏ luôn, thì máy mới từ ngọt đến mặn, từ nhỏ cho đến lớn, đánh thiền đánh một vật đó, với đánh bộ đánh một vật thả cáp rồi luôn nha. Thì anh em nào cần thì gọi mình trực tiếp hoặc là kết bạn qua Zalo, mình tư vấn cho anh em kỹ càng hơn đó, sử dụng bình bao nhiêu đi cho nó phù hợp với cái máy ha. Đó, bình bọng rồi với cái máy của mình đó. Rồi rồi em chào tạm biệt mọi người nha.